Cái này khi mà anh chị xay á, thì anh chị nhớ là xay từ từ nha anh chị nha. Xay từ từ cho nó nhuyễn ra, xong rồi anh chị mới vặn tốc độ cao anh chị nhá. Tức là cho mọi thứ nhuyễn hết rồi thì mới vặn tốc độ cao để mà sinh tố nó mịn, mịn ra thêm anh chị nhá. Mịn ra như kem ấy anh chị ạ. Bây giờ em sẽ mở nắp ra trước. Em mở nắp ra trước xem như thế nào. Tăng tốc độ. Anh chị ơi,
Mịn lắm anh chị ạ. Nó giống như sữa vậy. Giống như kem chứ. Quên, giống như kem.